Vãi tèo luôn mọi người, tôi quên bấm quay ha. Vãi tèo nó hiện xác minh lên ha, bây giờ tôi sẽ xác minh. Và nó kêu là một cái lò nướng bánh mì. Thì ở đây một cái. Và xong rồi, tôi đã lấy cái vật phẩm UFO lần thứ 3 trên máy tính luôn ha mọi người. Và nhớ là mọi người có thể làm được trên máy tính, trên điện thoại, tất cả nền tảng luôn ha. Không có mặc định là một thiết bị ha mọi người, rất là dễ luôn. Có chùa hoài. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng bạn trở lại với channel của Dũng Bừa Binh. Và hồi video trước, tôi đã có làm một cái hướng dẫn đăng ký một cái tài khoản Amazon và cái cách để hủy đăng ký gói cước thanh toán ha. Thì nếu mà không hủy sau 7 ngày nó sẽ trừ tiền các bạn đó, nên là phải hủy đi ha. Và video này tôi muốn thông báo cho các bạn một tin là những bạn nào đang xài điện thoại iOS hoặc máy tính đều có thể lấy được cái vật phẩm UFO đĩa bay này ha mọi người. Tại vì tôi thấy những các bạn mà sử dụng điện thoại iPhone nè hoặc là máy tính á, các bạn nó nhắn với tôi rất là nhiều, bình luận vào em không lấy được, chắc em mỏ vật phẩm này quá. Thì tôi cũng thấy tội vãi tèo luôn, nên là tôi mới mỏ một chút thời gian ra, cũng không phải một chút đâu, cũng rất là nhiều đó, để tôi có thể đi tìm hiểu thử coi cái cách nào và để chúng ta có thể lấy được cái UFO này trên điện thoại iPhone hoặc là trên máy tính ha. Rồi giờ tôi sẽ nói về cái điện thoại iPhone trước. Thì nhà tôi chỉ có bà chị mới xài điện thoại iPhone thôi, chứ không có ai xài iPhone hết ha, toàn là xài Android thôi mọi người. Thì bây giờ tôi sẽ nói về cái iPhone trước. Thì cái iPhone mọi người làm y chang vậy luôn, mọi người vào App Store, mọi người tải cái phần mềm Amazon về và cứ làm y chang vậy thôi. Mà cái phần liên kết số điện thoại á, bạn thử bạn làm y chang như vậy coi. Thì tôi thấy có một bạn bình luận vô kênh của tôi, bạn đó không có liên kết bằng sim ha, bạn đó liên kết bằng Momo, là bạn không cần xài sim nữa mà xài qua bên phần Momo ha. Momo đã liên kết số điện thoại bạn sẵn rồi, và các bạn chỉ cần nhập mật khẩu lại. Và nếu mà nó kêu nhập mã bưu điện á, thì các bạn hãy lên Google, các bạn search ra, ghi mã bưu điện và cái nơi của bạn sống. Như tôi ở Vũng Tàu đi, tôi ghi là mã bưu điện Vũng Tàu ha, thì nó sẽ ra cái khu của tôi. Đó là vậy thôi mọi người, cái đó là dành cho iPhone ha. Còn đối với máy tính thì sao? Thì máy tính các bạn cần tải một cái giả lập, đó chính là NotPlayer ha, hoặc là những cái giả lập khác cũng được, nhưng đối với tôi thì tôi sẽ xài NotPlayer, tại vì tôi xài quen rồi mọi người, tôi xài đó giờ là NotPlayer thôi. Nó cũng rất là đa dạng luôn. Nói chung những cái cách này chúng ta đều làm y chang nhau thôi mọi người, không có khác nhau đâu. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần mềm giả lập và đi lấy cái vật phẩm đó thế nào. Let's go. Rồi, thì trước màn hình mọi người đang thấy đó chính là một cái phần mềm giả lập NotPlayer ha. Thì vừa tải cái phần mềm giả lập về á, thì nó sẽ thông báo kêu các bạn là đăng nhập cái tài khoản CH Play ha. Thì các bạn cứ đăng nhập tài khoản CH Play thôi. Các bạn hãy bấm vào trên đây, ở trên đây nè, hoặc là bấm vào cái phần tool và kéo qua một cái, nó sẽ hiện ra cái CH Play ha. Các bạn vào đó, các bạn làm thôi. Bây giờ thì tôi sẽ tải cái phần mềm Amazon thôi mọi người. Rồi, ghi Amazon ra. Rồi và hãy chọn cái phần mềm Amazon. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái phần mềm Amazon này lên, vì tôi đã cài đặt sẵn hết rồi và tôi đã đăng nhập luôn rồi. Và bây giờ mọi người hãy bấm vào My Shop ha. Rồi, để load. Và cái tài khoản này là cái tài khoản hôm qua tôi mới làm cái video hướng dẫn đăng ký luôn đúng rồi. Thì tôi lấy tôi làm luôn. Bây giờ thì mọi người hãy bấm vào phần cài đặt ha. Và kéo xuống phần Manager Account, bấm vào và đợi nó load một tí nha mọi người. Và tới cái bước này á, mọi người cứ thử bấm vào phần sign up thử ha. Nếu mà nó cho luôn á thì mọi người hãy tiếp tục thôi. Còn nếu mà nó không cho, nó chỉ hiện các bạn nhập ATM á, thì mọi người mới áp dụng cái cách của tôi ha. Bây giờ thì cứ bấm sign up đi. Cái này tôi bấm sign up một cái thì nó hiện ra như thế này luôn mọi người. Tôi bấm sign up một cái thôi ha, thì nó sẽ hiện ra như thế này luôn. Tôi chưa có cần làm thủ thuật gì hết á. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm start thôi và đợi nó load một tí nha mọi người. Rồi đợi một tí, đợi nó load ha. Thì nó sẽ hiện ra một cái gói cước như thế này, các bạn cứ kéo xuống và đăng ký thôi. Và đây là số Momo của tôi ha, số điện thoại của tôi luôn đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu của cái tài khoản Google ha, nhớ là tài khoản Google của các bạn. Rồi tôi đã nhập xong, bây giờ thì tôi sẽ bấm xác minh và đợi nó load một tí nha mọi người. Rồi đang xử lý đó. Rồi thanh toán thành công. Ok, giờ thì tôi sẽ có luôn thôi mọi người. Rồi
Vậy là tôi đã đăng ký thành công cái gói cước này rồi. Giờ thì tôi sẽ bấm để sau ha. Và tôi đã xong rồi đó mọi người. Bây giờ thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ out cái app này ra. Và bước thứ hai, chúng ta sẽ vào Google và ghi cái kênh của tôi ra ha. Trên đây, và chúng ta sẽ nhập là YouTube. Để nó lát một tí nha mọi người. Và gõ tên tôi ra thôi. Rồi, Dũng Bựa Gơ Minh lụm lúa nữa kìa. Vải tèo gì? Nhưng Dũng Bựa Gơ Minh lụm lúa cho mày nữa kìa. Vải tèo thiệt chứ. Bạn nào mà bựa dữ vậy? Bựa hơn tôi nữa, ghi Dũng Bựa Gơ Minh lụm lúa luôn kìa. Nhưng mà nhìn cũng rất là vui ha. Ok, giờ thì chúng ta sẽ bấm Dũng Bựa Gơ Minh thôi. Bấm những cái video nào mà liên quan tới lại cái vật phẩm này á, là tôi sẽ có để đường link ở dưới hết ha. Giờ thì tôi sẽ bấm vào cái này đi. Rồi, mọi người vào thì nhớ bấm đứng video lại mọi người. Chứ để nó chạy video mà giật mình luôn á. Tôi mới vô giật mình xong này, bây giờ thì kéo xuống. Và mọi người hãy bấm vào cái phần này để nó sổ phần mô tả video xuống ha. Bấm vào để cho nó sổ phần mô tả video ra. Rồi, đợi một tí nó lát. Thì mọi người hãy bấm vào cái phần này, phần vật phẩm ha. Bấm vào đây. Chúng ta chỉ cần lấy được cái code là ok rồi. Rồi, thì bây giờ mọi người hãy kéo xuống để nó hiện cái phần phẩm code đó lên ha. Vãi tèo luôn mọi người. Tôi quên bấm quay ha. Và tôi đã lấy được cái code này rồi. Nhưng mà cái phần mềm OBS nó bị lỗi, nó không có quay được mọi người. Nó tự nó bấm ngưng luôn. Và tôi đã bị hút cái khúc mà tôi lấy được cái code rồi. Cái này là tôi đăng xuất ra cái tài khoản của tôi luôn rồi. Vãi tèo thiệt, buồn quá đi lôi luôn á. Giờ thì tôi sẽ xin in thôi. Tôi sẽ làm lại cho mọi người thôi ha. Tài khoản siêu nhân này là tài khoản mới của tôi luôn, nên là mọi người cứ yên tâm, tôi không có xạo mọi người đâu, vì tôi đã làm rồi mà. Bây giờ thì tôi sẽ nhập cái tài khoản Amazon của tôi vào, cái tài khoản siêu nhân mà tôi nói đó. Rồi, tôi đã nhập xong rồi, bây giờ thì tôi sẽ bấm sign in thôi. Và tôi đã lấy cái code này rồi mọi người. Cái khúc tôi làm thì nó không có kia. Tôi lấy cái code rồi, giờ nó sẽ hiện cái code thôi. Vãi tèo thiệt chứ. Và mọi người cứ làm y vậy thôi. Chúng ta thanh toán được, coi như là chúng ta thành công rồi. Giờ thì chỉ cần lên Amazon và lấy cái code đó thôi. Rất là dễ luôn thôi mọi người. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ hủy cái gói cước này đi ha. Rồi, tôi sẽ vào CH Play và tôi sẽ hủy cái gói cước này đi. Chứ không để 7 ngày sau là nó sẽ trừ phí đó. Giờ thì tôi sẽ đi hủy cái gói cước này ha. Rồi, bấm vào thanh toán và gói thuê bao nè. Gói đăng ký. Và chúng ta sẽ bấm vào đây. Xong rồi bấm vào phần hủy gói thuê bao ha. Và từ chối không có trả lời luôn. Rồi, hủy gói thuê bao. Ok, và tôi đã hủy cái gói thuê bao này thành công rồi ha mọi người. Giờ thì tôi sẽ lấy cái code này, tôi cho bà Thảo ha mọi người. Ok, giờ thì chúng ta sẽ đi vào tài khoản của bà Thảo và nhập cái code này cho bà luôn ha. Rồi, let's go. Rồi, và bây giờ thì tôi sẽ nhập cái code này ha mọi người. Thì copy và redeem thôi. Vải tèo nó hiện xác minh lên ha. Bây giờ tôi sẽ xác minh. Và nó kêu là một cái lò nướng bánh mì. Thì ở đây một cái và xong rồi, tôi đã lấy cái vật phẩm UFO lần thứ ba trên máy tính luôn ha mọi người. Và nhớ là mọi người có thể làm được trên máy tính, trên điện thoại, tất cả nền tảng luôn ha, không có mặc định là một thiết bị ha mọi người, rất là dễ luôn. Rồi giờ thì tôi sẽ uy khiếp cái avatar này và cuối cùng thì đã có UFO cho bà Thảo đó ha mọi người, rất là đẹp luôn ha. Mọi người nhớ xem kỹ video trước khi làm cái gì đó ha. Mọi người có thể xài Momo để đăng ký cái thanh toán cũng được. Và chắc video của tôi đến đây là hết ha mọi người. À mà thấy hay thì để lại cho tôi một like và một subscribe. Ngoài ra hãy comment ở bên dưới video cho tôi biết là mọi người có thích tôi làm về những cái tựa game vui nhộn, những cái sự kiện, những cái hướng dẫn như thế này đúng ha. Tôi là Dũng Bựa Win. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.